Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm qua đã có thông báo về việc đình chỉ lưu hành tiền cọc tôm loại 100.000 đồng, loại 10.000 đồng và 20.000 đồng. Thông báo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, đồng tiền cọc tôm loại 10.000 đồng và 20.000 đồng sẽ hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam. Kể từ thời điểm đình chỉ lưu hành ngày 1 tháng 1 năm 2013, các tổ chức và cá nhân có các loại tiền này được đổi ngang giá trị sang các loại tiền đang lưu hành do Ngân hàng Nhà nước phát hành tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và kho bạc nhà nước tại các tỉnh, thành phố. Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã quy định mới về tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Tiền đình chỉ lưu hành gồm có tiền giấy và tiền kim loại. Nguyên tắc tiêu hủy tiền phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản và bí mật nhà nước. Tiền sau khi tiêu hủy thành phế liệu phải bảo đảm không thể khôi phục để sử dụng lại như tiền